lý do tại sao mình phải học về lập trình nhúng. Thì các em biết rồi, ở trong công nghiệp á, đặc biệt là trong cái lĩnh vực sản xuất á, trong các nhà máy sản xuất á, hiện giờ người ta sử dụng những cái máy móc tự động rất là nhiều. Bây giờ người ta ít sử dụng nhân công mà người ta sử dụng máy móc. Thí dụ như trong một nhà máy lắp ráp ô tô, các em xem ở trên TV đó, các em thấy là toàn là tay máy nó hoạt động không, thì làm sao mà những cái tay máy đó nó có thể làm việc được, nó có thể thay công nhân được. Ở bên trong nó phải có cái gì để mà nó điều khiển được cái hoạt động của cái cánh tay, để mà nó làm những cái việc mà công nhân thường làm. Nó phải có những hệ thống nhúng đúng không? Có những hệ thống nhúng và nó đã được lập trình sẵn. Những cái công việc, những cái thao tác đó đã được lập trình sẵn và nó cứ làm đúng cái chương trình đó thôi. Và nó làm rất là tốt. Nó thay thế cho công nhân. Các em có thể vô một cái nhà máy sản xuất ô tô, các em không nhìn thấy công nhân luôn. Toàn bộ là tay máy nó làm hết. Hoặc là trong gia đình, những cái thiết bị điện tử trong gia đình bây giờ, các em thấy nó rất là thông minh. Ví dụ đơn giản là cái máy giặt này. Cái máy giặt bây giờ các em thấy là mình bỏ đồ vô, mình bấm một nút cái là xong rồi. Là nó mọi thứ nó làm từ đầu tới cuối. Thậm chí cái nồi cơm điện bây giờ nó cũng thông minh luôn. Tất cả mọi thứ đều có hệ thống điều khiển bên trong đó. Đều có hệ thống nhúng ở bên trong để nó điều khiển. Hoặc là đơn giản là những cái bộ chơi game, bộ điều khiển chơi game, những máy chơi game á, bây giờ nó cũng rất là hiện đại. Ở bên trong nó là những máy chơi game, thí dụ PS4, PS5 gì đó, là bây giờ là cái sức mạnh của nó, CPU trong đó nó rất mạnh, nó mạnh còn hơn cái máy tính của các em đó. Đó, bên trong nó có những cái bộ điều khiển, có những hệ thống nhúng bên trong, hoặc là hệ thống thông tin di động. Hệ thống thông tin di động là có rất nhiều thiết bị điều khiển ở bên trong. Hoặc là trong y khoa, những cái thiết bị ở trong lĩnh vực y khoa, những cái máy móc ở trong bệnh viện bây giờ, thì tất cả nó đều được trang bị cái hệ thống nhúng bên trong. Rồi trong cái lĩnh vực giao thông, ví dụ như trên một chiếc ô tô, các em có thể thấy là trên một chiếc ô tô là nó có rất nhiều hệ thống điều khiển ở bên trong. Một hồi chúng ta sẽ đi chi tiết. Rồi những cái thiết bị cảm biến bây giờ nó cũng thông minh luôn. Ví dụ như cái máy quét mã vạch, các em đi vô siêu thị á, lúc mà mình trả tiền á, là cái nhân viên người ta chỉ cần cầm cái máy quét lên, ta quét cái tịch cái, nó sẽ hiện lên thông tin đó là cái sản phẩm gì và giá tiền bao nhiêu. Thì bên trong nó là có trang bị những cái hệ thống nhúng bên trong, nó mới làm được cái việc đó. Chúng ta thấy tất cả mọi thứ bây giờ đều được điều khiển hết, đều có hệ thống nhúng điều khiển hết. Và ai là người mà có thể làm ra cái này? Đó chính là những người như chúng ta. Thành ra mình học cái này để mình làm được những sản phẩm như thế. À, có rất nhiều việc để mà các em làm nếu các em học tốt cái môn này.